Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển mạnh của ngành du lịch, dịch vụ những năm qua, hệ thống các nhà hàng, khách sạn cũng theo đó mà phát triển nhanh chóng. Điều này đã mở ra thị trường mới, đó là thị trường cung ứng các thiết bị cho hệ thống nhà hàng, khách sạn. Vậy, xu hướng lựa chọn cũng như là những yêu cầu mà các nhà quản lý đặt ra khi tìm kiếm đơn vị cung ứng thiết bị cho nhà hàng, khách sạn của mình là gì? Và làm như thế nào để có thể lựa chọn được một đơn vị đảm bảo được cả về uy tín và chất lượng? Chương trình Tiêu dùng 24/7 của chúng tôi ngày hôm nay mời đến trường quay anh Nguyễn Anh Tùng, hiện đang là quản lý của khách sạn Aquamarine. Cảm ơn anh Tùng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn MC Ngọc Huyền. Xin chào quý vị khán giả. Thưa anh Tùng, chúng ta có thể thấy thì hiện nay ngành du lịch đang có tốc độ phát triển nhanh chóng và kéo theo đó là hệ thống các nhà hàng, khách sạn cũng có sự bùng nổ. Và với cương vị là một quản lý của khách sạn thì khi mà lựa chọn các cái thiết bị nhà hàng, khách sạn cho mình thì anh quan tâm đến yếu tố nào? Nếu như đứng dưới góc độ của những nhà đầu tư hay là những nhà quản lý thì cái việc lựa chọn thiết bị cho cơ sở, nhà hàng hay là khách sạn của mình là một yếu tố rất là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc vận hành và kinh doanh sau này. Theo quan điểm của mình thì cũng là một người làm trong ngành và cũng đã từng set up những cái khách sạn và nhà hàng khác nhau, thì mình thấy là có một số những cái yếu tố rất là quan trọng khi mà mình lựa chọn trang thiết bị để lắp đặt và cho cái cơ sở của mình. Đối với mình thì có thể nói là một số những cái yếu tố quan trọng nhất nên quan tâm đến đó là chất lượng của sản phẩm. Như là Huyền cũng biết thì cái lĩnh vực đầu tư này là một lĩnh vực đầu tư lâu dài. Khi mà mình làm nhà hàng hay khách sạn thì không bao giờ là làm 3 tháng, 6 tháng hay chỉ là 1 cho đến 2 năm, mà ít nhất sẽ là 5 cho đến 10 năm và thậm chí là lâu dài hơn nữa. Cho nên là cái chất lượng của những cái trang thiết bị là một yếu tố rất là quan trọng và cần phải đặt lên hàng đầu. Cái yếu tố thứ hai phải kể đến đó là mẫu mã. Thì hiện nay những cái khách sạn và nhà hàng mà mọc lên không chỉ là với tốc độ nhanh về số lượng mà cái loại hình, cái thiết kế cũng rất là khác nhau. Nên là đi cùng với đó thì những cái thiết bị để làm sao mà nó phù hợp với phong cách của nhà hàng, khách sạn thì cũng rất là quan trọng. Và đương nhiên là nguồn gốc xuất xứ cũng phải rõ ràng. Và cái cuối cùng đó là về giá cả. Đương nhiên là một đơn vị họ cung cấp những cái trang thiết bị cho nhà hàng, khách sạn có sản phẩm tốt, có mẫu mã đa dạng rồi, nhưng mà cũng không thể nào bỏ qua vấn đề cơ chế giá được. Và đương nhiên là đối tác nào mà cho mình một cái cơ chế giá tốt hơn với cùng cái chất lượng sản phẩm như vậy thì chắc chắn là mình sẽ làm việc với cả đối tác đó. Như anh Tùng vừa chia sẻ thì ngoài yếu tố về chất lượng thì anh còn quan tâm đến cả giá cả cũng như là thiết kế của từng sản phẩm. Vậy thì ngoài những yếu tố như vậy thì khi mà tìm kiếm một đơn vị cung ứng thiết bị nhà hàng, khách sạn thì anh còn muốn cái đơn vị ấy đáp ứng được những yêu cầu gì? Về quan điểm của mình thì mình sẽ lựa chọn thêm một cái yếu tố nữa cũng rất là quan trọng, đó là trước một cái thị trường rất là lớn, nhu cầu rất là lớn của bên phía nhà hàng, khách sạn thì cũng có rất là nhiều những cái nhà phân phối, công ty khác nhau, và mỗi công ty thì có những cái thế mạnh riêng về sản phẩm, về giá hay là về mẫu mã. Nhưng mà bên cạnh những cái yếu tố đó thì đương nhiên là mình sẽ luôn luôn ưu tiên những cái công ty mà họ có quy mô lớn và họ đã có uy tín trong ngành, cơ sở của mình. Vậy thì có thể chúng ta có thể biết là ngoài yếu tố về chất lượng này, giá cả, thiết kế thì theo anh thì anh có quan tâm đến chế độ dịch vụ của đơn vị cung ứng không? Cái này thì chắc chắn rồi, bởi vì là như mình đã nói đấy, là cái uy tín của công ty, của bên nhà phân phối nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái những cái chương trình hậu mãi đấy. Mình lấy một ví dụ đơn giản, có nghĩa là trong khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà bên phía nhà cung cấp, họ cung cấp thiết bị cho mình, nó có xảy ra những cái hỏng hóc không mong muốn hay là xảy ra một cái vấn đề gì đấy nó phát sinh trong quá trình mình sử dụng, và nó sẽ rất là bất tiện nếu như mà mình phải tự xử lý. Nhưng mà nếu như mà công ty nhà phân phối đấy họ là bên uy tín, họ có chế độ hậu mãi tốt,
thì sản phẩm đấy thì chắc chắn sẽ được bảo hành, có thể là sửa chữa, có thể là thay thế. Và cái việc này thì nó đương nhiên là tạo một cái cảm giác rất là thoải mái và cái niềm tin cho bên phía khách sạn, nhà hàng. Vậy thì hiện tại không biết là khách sạn của mình thì đang lựa chọn cái đơn vị cung cấp thiết bị nhà hàng khách sạn nào ạ? Thời gian vừa rồi mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều những cái cơ sở, những cái công ty, nhà phân phối khác nhau, cũng khá là phân vân bởi vì là có quá là nhiều lựa chọn và cũng có rất là nhiều những cái công ty tốt được các anh chị giới thiệu và khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì mình đã và hiện nay vẫn đang hợp tác với công ty cung ứng trang thiết bị cho nhà hàng khách sạn Phúc Hòa. Và cái lý do mà mình tìm được đến bên công ty này đó là có rất là nhiều những anh chị em bạn bè của mình hiện nay cũng đang kinh doanh cùng trong lĩnh vực và họ đã sử dụng và họ giới thiệu. Và như là Huyền cũng biết thì người Việt Nam mình thì cái cách marketing bằng truyền miệng chắc là cách mà hiệu quả nhất. Cho nên là mình cũng rất là vui bởi vì là sau một thời gian hợp tác thì mình cũng thấy là bên công ty Phúc Hòa đã có được cái sản phẩm, không chỉ là sản phẩm tốt và nó phù hợp với cả cái quy mô, cái nhu cầu của bên mình mà các bạn chăm sóc khách hàng cũng như là có những cái chế độ hậu mãi sau này cũng rất là ok. Và cái quan trọng nhất khi mà mình làm việc với Phúc Hòa mà mình thích nhất đấy là công ty Phúc Hòa có thể cung cấp cho bên mình một cái giải pháp mà tổng thể và tối ưu nhất. Vâng, chúng ta có thể thấy thì có cung thì ắt có cầu, và với sự phát triển của ngành du lịch, hệ thống nhà hàng khách sạn cũng nhiều lên và kéo theo đó là sự xuất hiện của rất là nhiều đơn vị cung ứng thiết bị khách sạn nhà hàng. Vậy thì anh có thể chia sẻ một số lời khuyên đến với những người đang có ý định là xây dựng một nhà hàng khách sạn? Thì mình chỉ có một cái lời khuyên nhỏ, đó là khi mà lựa chọn nhà cung cấp cho mình thì hãy để ý, hãy xem xét và hãy cân đối thật kỹ những cái yếu tố về chất lượng của sản phẩm, về hình thức mẫu mã đa dạng và về nguồn gốc rõ ràng, và cuối cùng là một cơ chế giá tốt. Nếu như mà bên nhà cung cấp có thể đảm bảo được tất cả những cái yếu tố mà mình vừa chia sẻ thì chắc chắn đây là một đơn vị mà các anh các chị có thể tin tưởng để lựa chọn và hợp tác. Hãy để ý thêm một yếu tố nữa cũng rất là quan trọng, đó là nhà cung cấp có thể mang đến cho mình một cái giải pháp tổng thể và tối ưu, thì chắc chắn đây là nhà cung cấp mà mình có thể gắn bó và hợp tác lâu dài. Cảm ơn anh Tùng vì những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của khách mời, có thể thấy thị trường cung ứng thiết bị nhà hàng hiện nay rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên lại đang có không nhiều đơn vị cung ứng chuyên nghiệp có thể đưa ra những giải pháp tổng thể và tối ưu đến cho khách hàng. Qua lời chia sẻ của anh Nguyễn Anh Tùng, ekip thực hiện của chúng tôi đã tìm đến một địa chỉ chuyên cung cấp thiết bị khách sạn, nhà hàng uy tín được nhiều đơn vị tin tưởng và lựa chọn. Để hiểu rõ hơn về công ty này, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự được thực hiện ngay sau đây. Ngành du lịch Việt Nam những năm gần đây phát triển không ngừng. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới, Việt Nam hiện đang là một trong 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất. Trước sự phát triển của ngành du lịch như hiện nay, hệ thống khách sạn nhà hàng vì thế mà ngày càng nở rộ. Đối với thị trường cung cấp thiết bị khách sạn nhà hàng thì đây được xem là cơ hội để phát triển. Nắm bắt cơ hội đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phúc Hòa đã được thành lập và trở thành một trong số ít những đơn vị cung ứng thiết bị khách sạn nhà hàng uy tín. Hiện tại, công ty đang cung ứng sản phẩm thiết bị cho nhiều hệ thống khách sạn nhà hàng tại khắp các tỉnh thành trên cả nước như Thăng Long Opera, Pium, X2 Viber. Khi chúng tôi tìm trên mạng Internet về các công ty cung cấp sản phẩm đồ khách sạn, thì công ty Phúc Hòa là công ty đã thu hút được sự quan tâm của chúng tôi nhất. Chúng tôi thấy công ty Phúc Hòa có các sản phẩm đồ khách sạn rất đa dạng. Thêm vào đó là chất lượng của các sản phẩm cũng rất tốt, nên chúng tôi đã lựa chọn Phúc Hòa. Trong một thời gian sử dụng cái sản phẩm do công ty Phúc Hòa cung ứng cho khách sạn Phong Vea, chúng tôi nhận thấy rằng cái sản phẩm có hình thức mẫu mã đẹp, ngoài ra thì giá cả cũng hợp lý. Tôi hy vọng rằng khách sạn Thong Opera sẽ tiếp tục hợp tác với công ty Phúc Hòa để sử dụng sản phẩm của do công ty Phúc Hòa cung cấp. Với sự năng động cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm, công ty luôn sẵn sàng tư vấn nhằm giúp khách hàng đưa ra những lựa chọn phù hợp với yêu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp.
là một đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng thiết bị khách sạn, nhà hàng. Công ty Phúc Hòa là một nhà cung cấp có thể đảm bảo được năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai và đưa ra các giải pháp tối ưu. Những sản phẩm khi đến tay khách hàng là những sản phẩm chính hãng, mẫu mã đa dạng, có nguồn gốc rõ ràng với giá thành hợp lý. Khác với đa phần những đơn vị cung ứng thiết bị khách sạn, nhà hàng hiện nay chỉ đang cung ứng một hoặc vài sản phẩm trang thiết bị, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi phải kết nối với nhiều đơn vị cung ứng khác nhau để có thể hoàn thiện các hạng mục trang thiết bị, cơ sở vật chất cho khách sạn, nhà hàng của mình. Thì công ty Phúc Hòa đã và đang cung cấp cho khách hàng một giải pháp tổng thể, cung ứng được toàn bộ trang thiết bị từ đồ đại sảnh, đồ dùng phòng tắm, đồ dùng nhà bếp, thiết bị vệ sinh, khóa cửa phụ kiện, đồ buffet, bàn ghế phòng tiệc hội nghị, đồ bếp nhẹ khách sạn, đồ bếp nặng nhà hàng, đến những sản phẩm ngoài trời như bàn ghế nhôm đúc, ghế công viên. Công ty Phúc Hòa là một công ty đã có tiếng trên cái thị trường cung ứng các cái thiết bị cho khách sạn. Và tôi đã biết cái công ty Phúc Hòa này từ rất là lâu rồi, chắc là phải hơn 10 năm. Công ty Phúc Hòa thì là rất chuyên nghiệp từ khâu báo giá sản phẩm cho đến cái khâu cung cấp. Đấy, và đặc biệt là trong khâu là bảo hành các cái thiết bị. Và chúng tôi thấy rất là hài lòng trong cái việc được hợp tác với cái công ty Phúc Hòa. Phúc Hòa là rất là nhanh chóng và rất là chuyên nghiệp. Và khi chúng tôi cũng có những các cái thiết bị mà nó bị lỗi, thì bên Phúc Hòa nhanh chóng đáp ứng cái yêu cầu của bên chúng tôi trong cái việc đổ trả. Trải qua 15 năm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng trang thiết bị cho hệ thống khách sạn, nhà hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phúc Hòa luôn không ngừng nâng cao chất lượng của ngành du lịch, dịch vụ thông qua việc cung ứng trang thiết bị đảm bảo chất lượng, đồng thời cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng nhằm đồng hành phát triển cùng khách hàng, đưa ngành du lịch dịch vụ Việt Nam phát triển không ngừng. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trên hy vọng đã góp phần giúp người xem có những thông tin tổng quát về thị trường cung ứng thiết bị nhà hàng khách sạn hiện nay, cũng như thông qua chương trình tìm được cho mình một nhà cung ứng uy tín và phù hợp. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Tiêu dùng 24/7. Thân ái chào tạm biệt.